con này là loại ba cục nha anh em, có hai con Philip đây, hình như cũng còn một hai con nữa. Con này là nó chạy được CD luôn nha, mấy anh em hỏi mình quay luôn nè. CD mấy con này chưa test nha, con này là hàng Đức về luôn á. Hai con này là 3 triệu nha anh em, 1,5 triệu một con á. Con này là hàng ba cục luôn nha, cái lo thì anh em tháo ra cũng được, con nào cũng có CD hết trơn rồi nha, con này cũng có luôn này. Con này ghi hiệu của nó là, nó chờ mình xíu nha, model của nó. Chắc hiệu đó sao rồi. Chút xíu nữa mình chụp cái hiệu cho anh em cần thì mình chụp riêng cho nha, nó quay sao cũng được. Đời máy chắc nó nằm ở dưới nè, để mình kiếm ở dưới nha. Rồi anh em nào chơi thì cần thì mình test radio cho nha, test radio thôi nha. Còn CD thì cũng không biết nữa, cần thì mình test, nhưng mà radio thì chắc ai ngã nè.